Tại sao ta phải chuyển tiền từ băng vào Momo rồi thanh toán, khi mà ta có thể làm ngắn hơn là từ băng rồi thanh toán luôn, chưa kể là nó an toàn hơn. Là vì sứ mệnh của Momo không đơn thuần chỉ còn là thanh toán nhanh nữa, mà giúp cho cuộc sống của người dùng á, là tiện lợi hơn với đa dịch vụ. Vậy nên nó là thanh toán nhanh là cách Momo á, họ vào thị trường, còn đa dịch vụ là cách Momo họ tồn tại. Thật ra thì ví điện tử ở Việt Nam và trở thành cái super app đa dịch vụ á, nó không có gì là mới mẻ cả. Trước đó là đã có hai cái ông lớn phát triển khá là thành công ở thị trường Trung Quốc là WeChat này và Alipay. Và theo cái thống kê của Tastestar là Alipay và WeChat đã lần lượt chiếm 1,25 và 1,04 tỷ người dùng tại Trung Quốc tính đến năm nay. Ứng dụng Alipay của Alibaba chiếm 55% thị phần thanh toán di động của Trung Quốc, trong khi WeChat Pay của Tencent là chiếm 39%. Và tổng cộng là cả hai cái nền tảng thanh toán điện tử này kiểm soát hơn 90% thị phần thanh toán điện tử Trung Quốc với quy mô là 300.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương là 47.505 tỷ đô trong năm 2021. Và cả hai ứng dụng này là họ đều phát triển theo hướng là super app đa dịch vụ, người dùng họ đã quen xài vì cái sự tiện lợi rồi. Đây là cái vấn đề cốt lõi dẫn đến cái xu hướng là sử dụng ví điện tử thường xuyên hơn, chứ không phải là vì việc chuyển từ băng vào ví rồi từ ví thanh toán như bạn nói. Thứ hai á, là bạn có nói đến khía cạnh đó là an toàn hơn, điều này là chưa chắc nha. Bạn nên nhớ là khi bạn chuyển tiền qua QR code là giữ liên ngân hàng qua NABAS 247, còn thanh toán qua Momo là nội bộ. Nên là cái bạn nói là giao dịch an toàn hơn là cảm giác của bạn. Bạn có thấy có trường hợp nào mà hack được vào ví Momo và tự phát sinh cái giao dịch trên đó chưa mà lại nghĩ là nó an toàn hơn? Và không đơn giản như bạn nghĩ đâu, các tổ chức tài chính á, trước khi mà họ đưa ra cái bản build ra thị trường á, đã có một cái round testing về security rồi, nhằm đảm bảo là mọi thứ trong tầm kiểm soát và cơ chế bảo mật của họ như thế nào, và cả bạn và mình á, đều không có hiểu. Vậy nên nó là quy kết là họ kém an toàn hơn á, là cách bạn nghĩ rất là chủ quan và chưa có một cái dữ liệu nào chứng minh được điều đó. Còn mọi người có nghĩ là ví điện tử là kém an toàn và không cần thiết hay không? Cho mình comment bên dưới nha.